Ở dưới đây đóng những cái cọc ly tâm rất là vững chắc luôn cả nhà. Còn bên đây nè ha, sẽ đang làm cái mố cầu và cái đường hầm để đi thẳng từ con đường ở phía dưới đây nè, sẽ đi băng qua hầm này luôn và đi thẳng lên. Thì cái sắt thì dài bao nhiêu thì cái đường hầm cái độ cao bao nhiêu đó đó cả nhà. Rồi em chia sẻ cái nhà như đó ha. Em xin chào cả nhà. Thì lời nói đầu tiên cũng xin chúc cả nhà ha nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 12. Bây giờ tầm là 16:30 cả nhà. Và vẫn như cũ, em đang ở trên đoạn đường quốc lộ 57B. Đây đường dẫn của cầu Rạch Miễu 2 nè. Ở đây là đoạn đường quốc lộ 57B ha. Đây là đường dẫn ra sông Tiền nè. Hôm nay lại tiếp tục chia sẻ cả nhà tâm tình cầu Rạch Miễu 2 ha. Rồi, đây là hướng ra sông Tiền, em sẽ chạy tới tí xíu và chia sẻ với cả nhà. Ở đây là bên bờ đường dẫn của xã An Khánh nè cả nhà. Đây là khu vực gói thầu số 5 ha. Rồi, hiện tại thì ở quốc lộ 57B này đang quen cho rộng nè, cho đủ làm cái dòng xây hoặc là cái nút giao ngã tư gì đó này, rất là. Còn đây là hướng ra sông Tiền nè. Đây là hướng ra nhánh cầu phụ của cầu Rạch Miễu 2 từ cầu Thới Sơn qua địa phận Phú Túc, Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Rồi, hiện tại thì có chiếc xe lưu, xe ủi ha, đang ban để chuẩn bị. Em thấy có đem những cái dây chống thấm đó rồi, chuẩn bị sẽ đóng cọc. Bị sẽ đóng cọc chống thấm. Rồi em đi ra ngoài đó chia sẻ tiếp cùng với cả nhà nha. Là từ đây, từ hướng này phía bờ sông Tiền đó nha, đã đóng một cọc chống thấm đứng nè. Vào đây được một khúc rồi nè cả nhà. Đây là những cọc thấm đứng đã đóng được tới ngoài này rồi nha. Này, khu đây là vườn dừa của người dân nè ha. Đó, thì đã được đóng cọc thấm đứng một đoạn rồi. Thì đóng xong sẽ trải vải phủ địa ha. Bên đây nè. Thì từ đây sẽ cắm ra tới lộ quốc lộ 57B. Rồi, em sẽ đi vào trong chia sẻ tiếp cùng với cả nhà nha. Đây là hướng ra sông Tiền ha. Đây là cắm bắc thấm nè, hướng chỗ ra sông Tiền. Đây cắm bắc thấm đứng nè, và những cái bắp thắng ngang á thì còn ở trong cái bao đen chưa lấy ra. Bên đây thì máy cắm bắc thấm thì vẫn còn ở đây nè. Rồi em ra tới bờ sông rồi cả nhà. Hiện tại thì cẩu đang cẩu hàng tên xà lan xuống, em cũng chưa biết cái gì, những tảng đá dằn ha, để thử cái độ lún của đất nền đó. Đã thử độ lún sẽ đem lên bờ luôn cả nhà. Sẽ đem lên bờ luôn để thử độ lún của những chỗ đất nền yếu quá ha. Hiện tại thì em đang đi buổi chiều 14:30, chắc bị chá nắng quá cả nhà. Không rõ thì thông cảm với em nha. Hiện tại công trình thì ngổn ngang.
Đây là những cái xà lan cẩu nè, rất là lớn nè, để chở những cái nền bê tông đó đó, để thử độ lún á. Đây, tạm bê tông số 3, xà lan cẩu luôn cả nhà. Buổi chiều thì cảnh quê thế, với những chiếc ghe nhỏ của bà con ở khu vực này. Thì đang di chuyển những cái tảng bê tông lên. Rồi thì như em được biết, người dân chia sẻ thì hiện tại công trình cầu Thạch Miễu này đang thi công gấp rút nha, làm ngày làm đêm luôn. Mưa gió thì vẫn làm luôn. Thì tiến độ công trình phía bờ của Bến Tre thì rất là khả quan. Thì mong là tiến độ phía bên Tiền Giang cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ để kịp với chủ trương của nhà nước và sẽ hoàn thành sớm cho người dân ở khu vực miền Tây này được vui mừng. Đó, sẽ di chuyển những tảng đá xuống. Những tảng bê tông ha. Thử độ lún của nền. Và đây là những cái móng nền đầu tiên của cầu Rạch Miễu 2 tại phía bờ Phú Túc này cả nhà. Đây, móng nền thì làm cũng rất là lớn luôn. Bên đây những cái cọc bê tông ly tâm nè được đóng xuống, còn rất là rộng lớn ha. Đây thì những cái ống lồng khoan đã được hàn xong và để đây rất là nhiều nè. Thì bên đây là những cái trụ để khoan bê tông này cũng đã hàn xong, và những cái cốt thép ở trong này ha cũng đã kết nối xong rồi để đổ bê tông, bỏ xuống lồng khoan đổ bê tông cái nha, để hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chỉ chờ con nước để im để cho đóng cọc, khoan cọc và đổ bê tông cọc giữa lòng sông thôi cả nhà. Rồi, và đây là những cái xà lan để đóng cọc cầu ha. Những cái máy cẩu cọc khoan nhồi nè. Giữa lòng sông. Đây là xa xa bên kia, chỗ cái cẩu màu xanh này cả nhà. À, phía khu vực Cồn Thới Sơn nha. Ở bên thì cũng đang tiến hành khoan và đổ móng cọc của địa phận Cồn Thới Sơn. Thì bên Cồn Thới Sơn thì chưa có giải phóng mặt bằng cả nhà, chỉ có một đoạn ngay chỗ đóng cọc đó thôi. Ở bên chưa có giải tỏa nha. Chia sẻ cả nhà cùng xem. Đây làm cái nền rất là kiên cố luôn nữa nha. Còn bên đây ha, bên đây là đang làm cái hầm nè, để mốt làm con lộ thông qua luôn. Vừa làm cái mố cầu ở phía bờ và làm cái đường hầm để thông qua con lộ luôn cả nha. Thì nó thì con lộ nè, con lộ từ dưới đây nè ha, để qua hầm đi thẳng lên luôn. Chia sẻ cùng với cả nhà. Thì cái hầm nó là cao tới hết cây sắt đưa lên đó cả nhà.